mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tạp chí văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong mục muôn mặt đời sống, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chủ phóng sự với nội dung vấn nạn ma túy và những hệ lụy. Mục nét đẹp tứ nhãn, mời quý vị khán giả cùng đến với phóng sự nghệ thuật chế tác tượng bằng gốm không nung do nhóm phóng viên Nguyễn Lý và Lưu Hiền thực hiện. Trong mục chuyện làng quê, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh của phóng viên Đỗ Chuẩn về tình trạng trộm cắp vặt ở thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói là ma túy đang dần xâm nhập sâu trong giới trẻ, trở thành nỗi bất an lớn cho cộng đồng. Ngày 9 tháng 6, Công an huyện Văn Lâm đã phát hiện bắt quả tang Nông Văn Đức, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại thôn Tuấn Dị, xã Trừng Chắc, huyện Văn Lâm. Có nghiện không? Dạ không ạ. Thì không nghiện sao đi mua ma túy? Đi làm nên mệt quá chú ạ. Mệt, mua ma túy về sử dụng? Một tí thôi ạ. Một tí đỡ mỏi lưng ạ. Còn đây là hình ảnh công an xã Tân Dân, huyện Khoái Châu nhắc nhở các đối tượng lạ mặt khi đi tuần tra tại khu vực nghĩa trang nhân dân xã. Nhóm thanh niên này có độ tuổi từ 31 đến 35, không phải người dân địa phương. Quá trình khai thác, các đối tượng đều khai là con nghiện. Một đối tượng đã từng có hai tiền án tiền sự. Em chơi 3 hôm cú để chích. Em chích. Biết lâu rồi, em nghiện từ 25 ạ. Em mới chạy về chưa làm gì. Mới đi chạy à? Vâng. Ngày xưa bị tội gì? Tàng trữ ma túy. Đây là tụ điểm tập trung thường xuyên của các đối tượng nghiện để tiêm chích ma túy, gây hoang mang cho người dân quanh khu vực. Từ sáng đến tối, lúc nào nó mua nó có tiền thì nó vào đấy nó chích thôi. Thế chị có đã lần nào nhìn thấy chưa? Đấy, nó chích ngay cho cái quán, cái vườn bên bưởi này của nhà em dài chứ. Thế là của bà con làm đồng đây nó lấy mất thì tụi mình đi ra đổ rác gặp nó vứt lung tung ở các góc, thậm chí là ở rìa đường nó tạt vào tiêm chích nó xong rồi là vứt ra đấy. Bọn anh đi làm đồng là cũng ghê chất. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá 224 vụ, khởi tố 241 bị can, thu giữ trên 320 gram heroin, hơn 3.100 gram ma túy tổng hợp. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 82 vụ, 64 đối tượng. Cũng theo các cán bộ điều tra, tội phạm ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Do một bộ phận thanh thiếu niên thiếu hiểu biết về ma túy, cộng với cái tính hiếu kỳ, tò mò, thích chơi trộm, thích thể hiện mình, dẫn đến tự nguyện sử dụng ma túy. Ngoài ra thì có mâu thuẫn của gia đình làm cho con cái có tâm lý là buồn chán, dẫn đến bị kẻ xấu lôi kéo vào trích hút ma túy và lợi dụng vào con đường vận chuyển trái phép chất ma túy. Đã có rất nhiều bài học đắt giá về ma túy, thế nhưng tưởng như vẫn chưa đủ cảnh tỉnh. Sau giây phút đêm mê do ma túy mang lại là những giọt nước mắt cay đắng của cha mẹ, vợ con, là nỗi đau đớn cùng cực của những gia đình có người nghiện ma túy. Người phụ nữ 45 tuổi này, 20 năm trước đã chấp nhận xa bố mẹ, xa quê hương để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Đó cũng là lúc bắt đầu cho những tháng ngày đen tối của chị khi chồng chìm đắm trong cái chết trắng. Cai nghiện rồi tái nghiện, hy vọng rồi lại thất vọng. Đã có lúc chị cảm thấy cuộc sống thực sự bế tắc. Có những lúc tôi cảm thấy là tuyệt vọng. Tôi tìm cái gì mà có thể giải thoát cho mình nhanh nhất và sớm nhất. Tâm lý của các cháu thật ra là cũng không ổn. Tôi phải cố gắng mạnh mẽ để làm sao con tôi có thực sự. Còn đây là ba đối tượng mới bị Công an huyện Văn Lâm bắt giữ vì hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, các đối tượng này đều còn rất trẻ, có đối tượng chỉ mới 17 tuổi. Lúc đầu có quen ông anh cùng quê,
xong Long Anh rủ chơi cho vui, sau một vài lần thử thì bị lề thuộc, không dứt ra được, đi làm tiền về chỉ để mua ma túy. Thử được 2-3 lần thì bắt đầu nó không bỏ được, thì lúc đấy kiếm tiền cũng không kiếm được vì việc chưa làm ấy. Sau em rủ dê với bạn thì nghiện chung. Cũng theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy, Công an tỉnh, tính đến tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh có 1.178 người nghiện ma túy, tập trung ở 147 trên 161 xã, phường, thị trấn, trong đó có gần 800 người nghiện ngoài xã hội. Thời gian vừa qua thì địa bàn Văn Lâm là nổi lên cái tội phạm ma túy liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các nhà nghỉ, quán karaoke, khách sạn, đặc biệt là nhóm đối tượng thanh thiếu niên, từ tội phạm ma túy dẫn đến nhiều tội phạm khác, đặc biệt là tội phạm liên quan đến trộm cắp, cướp, cướp giật, tội phạm cố ý gây thương tích, đặc biệt là các đối tượng ngáo đá, vừa sử dụng ma túy tổng hợp, sau đó mất nhận thức dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Để phòng chống ma túy, lực lượng công an tỉnh đã thường xuyên mở đợt cao điểm, triển khai các chiến dịch tấn công, trấn áp tội phạm, nhân rộng nhiều mô hình về an ninh trật tự, phòng chống ma túy. Trong đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các địa phương triển khai hiệu quả. Người dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, phản ánh tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm. Báo cáo anh là hiện nay tôi sẽ phát hiện có 4-5 trường hợp đi xe không biển mà ở cánh đồng, khả nghi là cái thành phần mà sử dụng ma túy, và báo cáo anh này luôn nhé. Nhờ sự tích cực tuyên truyền, vận động của cán bộ công an xã, nhiều người dân như ông Nguyễn Văn Nên đều hiểu được vai trò của mình trong đảm bảo an ninh trật tự. Mặc dù tôi là một người dân mà hàng ngày đi máy lồng, rồi làm công việc đồng áng ruộng, thế nhưng mà trong cái tư tưởng và lúc nào cũng ở nêu cao tinh thần cảnh giác, có thể đang máy lồng mà tôi thấy phát hiện những trường hợp mà khả nghi thì tôi cũng điện luôn cho các đồng chí công an xã để kịp thời trấn áp các tội phạm. Là một xã giáp danh với hai tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh nên tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Vì vậy, ngoài việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ như triển khai nhiều chiến dịch trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra khu vực giáp danh, kiểm soát chặt chẽ những người lạ vào địa phương, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được triển khai hiệu quả. Nhờ vậy, từ nhiều năm nay, xã Lương Tài không có đối tượng nghiện ma túy, số vụ việc về an ninh trật tự ngày càng giảm. Đây cũng là địa phương tiêu biểu của huyện Văn Lâm làm tốt công tác phòng chống ma túy. Các ngành dịch vụ như thế này mà được như thế thì còn gì bằng em, thì tiếp những khách người ta đi hát hò, tổ chức sinh nhật lên hát vui cho nhau nghe này là nhàn rồi. Chúng tôi tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín và sự giúp đỡ của các hội, các đoàn thể lên được cái nguồn thông tin và có cái sự chung tay trong cái công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy, chúng ta sẽ ngăn chặn có hiệu quả, từng bước đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này. Thưa quý vị, tự mày mò pha trộn, thất bại liên tiếp trong hơn 5 năm vẫn không bỏ cuộc. Đến năm 2020, nhóm tác giả của xưởng điêu khắc tượng Phật Hưng Yên đã chế tác thành công bức tượng Phật đầu tiên từ chất liệu gốm không nung. Từ đó tới nay, đã có hàng trăm bức tượng từ chất liệu này được ra đời, đặt tại nhiều ngôi chùa ở trên 20 tỉnh thành phố trong cả nước. Tỉ mỉ, cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ, anh Đinh Văn Dương ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đang thực hiện những công đoạn đầu tiên trong quá trình chế tác một bức tượng Phật từ gốm không nung. Trong 4 công đoạn thì là công đoạn đầu tiên, là công đoạn tạo mẫu, là khó khăn nhất. Tất cả toàn bộ công đoạn này là phải làm thủ công, thì mình phải có kiến thức vững về cơ sở tạo hình, về điêu khắc, phải nghiên cứu Phật giáo và những các cái đặc điểm của tôn giáo. Trung bình mỗi pho tượng
cần mất khoảng hơn 1 tháng để có thể hoàn thành. Tuy nhiên, đối với tượng Phật ở đây, điểm đặc biệt không chỉ từ những đường nét điêu khắc xuất thần, mà còn bởi nguyên liệu để chế tác tượng hoàn toàn do những người thợ ở đây học hỏi, tự mày mò pha trộn. Mình kết hợp rất nhiều chất liệu, vừa cổ truyền của các cụ ngày xưa và vừa hiện đại. Bây giờ cổ truyền của các cụ ngày xưa như là mật mía này, dầu chẩu này, rồi là giấy bản này, đất sét này. Còn chất liệu bây giờ như là sợi tổng hợp, nó sẽ gia tăng cái kết cấu của pho tượng sẽ chắc chắn hơn. Với đôi bàn tay khéo léo cùng sự tận tâm với nghề, những tác phẩm của xưởng điêu khắc tượng Phật Hưng Yên đã được nhiều sư thầy, tăng ni Phật tử ở nhiều chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng như nhiều tỉnh thành khác trong cả nước tin tưởng. Chúng tôi cũng rất là hài lòng khi các em đã lấy các cái mẫu tượng theo ý của các sư, mà những cái hình thù cũng như là diện mạo của các ngài rất là đẹp và tố hảo. Tôi đánh giá khá cao về giá trị nghệ thuật của những tác phẩm do nhóm tác giả của xưởng điêu khắc tượng Phật Hưng Yên chế tác. Những cái khối này nhóm tác giả thể hiện rất là tốt, căng, đầy, rất là hài hòa. Và đặc biệt về biểu cảm, những tác phẩm đã lột tả được Phật tính, thể hiện qua ánh mắt, qua lông mày. Đến nay, tượng Phật chế tác từ gốm không nung của xưởng điêu khắc tượng Phật Hưng Yên đã có mặt tại trên 20 tỉnh thành phố trong cả nước. Không chỉ là những pho tượng đầy tính nghệ thuật và xuất thần, tượng Phật từ gốm không nung còn là sự khẳng định về tài năng cũng như óc sáng tạo của những nghệ nhân người Hưng Yên trong mắt nhiều người yêu thích nghệ thuật điêu khắc trong toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại cánh đồng thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu xảy ra nhiều vụ trộm cắp vặt khiến người dân ở vùng quê này bức xúc và lo lắng khi đi làm đồng. Khu trang trại trồng cây ngoài cánh đồng của gia đình ông Lê Đức Hạnh mới bị kẻ gian cắt trộm 50 mét hàng rào lưới B40, trị giá khoảng 4 triệu đồng. Lợi dụng buổi tối ở trang trại không có người trông coi, các đối tượng xấu đã thực hiện hành vi trộm cắp. Nó cắt, nó tháo hết móc, nó cắt chân, lấy về đêm. Cánh cổng của các gia đình là nó hầu như lấy hết. Cũng tại khu vực này, cuối tháng 5 vừa qua, bà Tạ Thị Tân đi làm đồng để xe đạp trên lề đường thì bị kẻ trộm lấy cắp đi. Tầm khoảng 10 giờ trưa thì là đường là vắng, không có người đi mấy, thì là nó hai đứa nó đi xe máy, thì là nó một thằng nó ngồi đằng sau nó phát, thế là một thằng nó chở đi. Mấy tháng về đây nhiều người bị mất. Đó chỉ là hai trong số hơn 10 vụ mất tài sản và nông cụ sản xuất xảy ra tại cánh đồng thôn Ngọc Nha Thượng trong 3 tháng trở lại đây. Đối tượng xấu lợi dụng sơ hở của bà con đi làm đồng hoặc ban đêm không có người trông coi trang trại, vườn cây để thực hiện hành vi trộm cắp. Tài sản bị mất trộm chủ yếu là xe đạp, máy bơm, hàng rào, cổng sắt, thậm chí những tài sản nhà nước như van cửa, phai cống thoát nước tưới tiêu đồng ruộng cũng bị kẻ gian cắt trộm. Khu vực đồng chúng tôi là nó giáp danh với cả xã Việt Hòa. Cái con đường này đường to rộng liên xã, phi thẳng ra đường 39, thế nên là rất là cơ hội rộng lớn cho các cái đối tượng để dập dình ăn trộm vật chất của bà con. Các cái đối tượng trộm thì chủ yếu là nghiện. Theo công an xã Phùng Hưng thì đa số các vụ mất trộm xảy ra tại thôn Ngọc Nha Thượng trong thời gian vừa qua không được người dân trình báo lên công an xã nên gây khó khăn trong công tác điều tra. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nắm được tình hình trộm cắp trên địa bàn và đã ra thông báo để người dân cảnh giác. Chúng tôi tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm nhằm phát hiện và phòng ngừa các đối tượng trộm cắp. Khi mà xảy ra việc mất cắp cũng như là các vấn đề khác, người dân phải trình báo cho cơ quan chức năng để công an xã nắm được, điều tra xác minh. Để người dân yên tâm lao động sản xuất, công an xã Phùng Hưng cần vào cuộc tích cực và sâu sát hơn nữa nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp vặt, còn người dân nên nâng cao tinh thần cảnh giác, chú ý trông giữ bảo vệ tài sản của mình khi đi làm đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.